Chào mừng các quý vị phụ huynh và các con học sinh đã đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay, cô giáo sẽ hướng dẫn các con làm bài tập số 2, trang 21, sách giáo khoa toán lớp 5, bài ôn tập và bổ sung về giải toán tiếp theo. Bài tập 2 như sau. Một bếp ăn dự trữ gạo đủ cho 120 người ăn trong 20 ngày. Thực tế đã có 150 người ăn. Hỏi số gạo dự trữ đó đủ ăn trong bao nhiêu ngày, biết rằng mức ăn của mỗi người như nhau. Để làm bài tập này, chúng ta sử dụng phương pháp rút về đơn vị. Cụ thể, bước 1, ta tìm số ngày một người sẽ ăn hết số gạo đó bằng cách lấy số người ăn hết số gạo đó trong 20 ngày nhân với 20. Bước 2, ta tìm số ngày 150 người sẽ ăn hết số gạo đó bằng cách lấy số ngày một người ăn hết số gạo đó vừa tính được ở bước 1 chia cho 150. Chúng ta cùng đi vào bài tập cụ thể. Bài 2. Cô tóm tắt lại đề bài. Một trăm hai mươi người ăn hết số gạo đó trong 20 ngày. Đề bài hỏi chúng ta với thực tế là 150 người thì ăn hết số gạo đó trong bao nhiêu ngày? Chúng ta cùng đi vào giải bài tập bằng phương pháp rút về đơn vị như sau. 1 người ăn hết số gạo đó trong số ngày là 1 người ăn hết số gạo đó trong số ngày là 120 người nhân với 20 bằng 2.400 ngày. Như vậy, một người ăn hết số gạo đó trong 2.400 ngày, vậy thì 150 người. 150 người ăn hết số gạo đó trong số ngày là 2.400 chia cho 150 người. Đặt tính ra nháp, ta tính được 2.400 chia cho 150 bằng 16 ngày. Đáp số 16 ngày. Như vậy, cô đã vừa cùng với các con làm xong bài tập số 2, trang 21, sách giáo khoa toán lớp 5. Để xem thêm nhiều lời giải của các bài tập khác, các con hãy truy cập trang web lờigiaihay.com. Cô chúc các con học tốt!